bài bài này chúng ta sẽ lại đi vào lý thuyết một chút à, chúng ta sẽ giới thiệu về widgets vậy widgets là cái gì widgets ở trong uh, flutter thì nó là một cái khái niệm chính một trong những khái niệm chính rất quan trọng thì flutter widgets được xây dựng sử dụng phong cách của framework lấy cảm hứng từ react nó là các thành phần nhỏ và có thể dùng sử dụng lại ví dụ ở trên giao diện các bạn thì cái gì cũng thể là widgets ở trên uh, các cái Facebook frontend thì nó cũng giống như kiểu component Thì Quidditch này Giao diện của bạn thì nó được xây dựng, được tập hợp các Quidditch Và nó sẽ Hiển thị giao diện bằng cách kết hợp và Cả cấu hình và trạng thái của Quidditch Cấu hình bao gồm có Màu sắc, uh, hình dạng, rồi kích thước Đó. Trạng thái thì bao gồm có dữ liệu hiển thị trên đấy Ví dụ cả một cái Quidditch uh, List View thì nó sẽ bao gồm cả cái hình dạng của cái list đấy và dữ liệu trên đấy thì nó sẽ ra được cái UI hiển thị. Khi trạng thái thay đổi thì widget sẽ build lại UI và hiển thị thay đổi. Đó, thì đấy là khái niệm. Ví dụ ở đây chúng ta build một cái widget ở trong code thì chúng ta chỉ cần, cần khai báo class và extend từ cái เอ่อ uh, stateless widget. Đây là một loại stateless, uh, state tức là phi trạng thái. Có hai loại là phi trạng thái và có trạng thái stateful và stateless chúng ta sẽ có ví dụ ở đây và nó sẽ có một phương thức build để return về nội dung của cái quy trích giấy nội dung chính là UI hiển thị và chúng ta có các loại quy cơ bản thì ở đây chúng ta nhìn thấy là có một số các quy cơ bản mà chúng ta dùng rồi đúng không chúng ta dùng text The text này nó giúp chúng ta hiển thị một cái label giống như một cái label text trên màn hình đó chúng ta cũng Uh, có bài ví dụ nó có nói, nói về cái uh, scaffold là một quy chế ngoài cùng và nó chứa toàn bộ các cái thành phần bên trong ví dụ như là cái app bar bên trên hoặc cái app và bên dưới hoặc cái content ở giữa thì cái scaffold này nó dùng, giúp, giúp chúng ta triển khai sẵn cho chúng ta navigation hay app bar hay nút back thì chúng ta thường dùng scaffold này nó sẽ có sẵn một cái layout cho chúng ta rồi chúng ta chỉ việc làm phần ở giữa thôi còn các cái này thì Ví dụ như là hình hiển thị ngành dùng image giống HTML vậy Mỗi một cái thành phần Which is có sẵn thì giống như một cái thẻ HTML có sẵn Và nó giúp chúng ta Làm một cái uh, Hiển thị một cái loại UI cố định Ví dụ như là input text uh, Row column giống như một cái Table vậy Stack hiển thị giống như một cái um, Các cái div sắp xếp theo dạng position tuyệt đối Icon đúng không? Đó scaffold OK, đấy là loại cái loại mà dùng được có sẵn ở trong Flutter họ xây dựng. Chúng ta có loại tư duy widgets uh, trong cái Flutter thì tất cả các thành phần đều là widgets. Đó là các thành phần của UI có thể hợp với nhau tạo ra UI hoàn chỉnh. Thì uh, xây dựng giao diện Flutter thì giống như chơi xếp hình, thì các bạn có thể xếp hình uh, các cái, cái, cái Flutter uh, widgets lồng vào nhau hoặc xếp cạnh nhau hoặc xếp chồng lên nhau và chúng ta có một cái widget cây cái cây này nó sẽ tạo ra khi chúng ta build lên cái giao diện và chúng ta có thể truy cập nó theo cái cây đấy truy cập bất cứ phần tử nào trong cái cây về cơ bản thì toàn bộ html, CSS, javascript thì bây giờ thay bằng widgets và chúng ta không dùng cái markup language ví dụ html à, ví dụ ở đây chúng ta có một text hiển thị text à, hiển thị một button chúng ta có dùng widgets button background chúng ta dùng widget box decoration đó cái gì cũng là widget hết và đây chúng ta nhìn thấy cây widget như sau chúng ta có một cái widget cha là một widget to, to nhất xong trong widget này chúng ta có một cái container widget container và một cái hai widget container xếp lên xuống trong đấy thì nó còn có một ba cái row một cái row đầu tiên nhìn thì cái ảnh row thứ hai và row thứ ba Bên dưới này cũng tương tự như vậy, có hai row. Mỗi row này thì có một hai column. Một column thì bên trái, một column bên phải. Đó, bên phải này nó sẽ có label một cái số 10, text là một cái số 10. Cái scroll bar, một cái button, đây label image, đó, icon, đó, icon, đó không? Thì tất cả những cái này đều là widgets và các bạn nhớ cái tư duy widgets nó sẽ ăn xuyên suốt tất cả những cái thành phần những cái bài học của footer